Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Bữa giờ còn một số máy bơm oxy dành cho cá thổi, nói chung là thổi oxy, sủi oxy của anh. Đó thì cái này là bữa giờ mà em còn rất là nhiều mà quên quay lại, bữa nay quay lại cho mấy anh em xem. Thì đây là một cái con mà bơm oxy dành cho hồ cá ha, thì nói chung là dành cho mấy chị bán cá bán tôm. À, nó được sản xuất tại Nhật luôn, motor là Superlight máy in Japan luôn ha, Mitsubishi. Đó thì cái đầu bơm nó tờ quần nó to đùng như thế này. Đó thì bây giờ mấy anh mua về, đó mấy anh đấu ra một cái đường đó nó như thế này, nó sủi một đống luôn. Tôi nói này, cái này mới mấy anh mua chứ mua mấy anh mà bán tôm bán cá ngoài chợ là khỏi lo tôm mà cá nó bị ngợp ha. Đó thì nó rất là, tụi em nó đấu ra rất là nhiều cái như thế này. Đó thì đây nó tổng cộng là 5 là 10 cục ha mấy anh chị. 10 cục oxy. Đó thì cái cục này nó là như cái cục bằng đá đó, nó thổi phù ra nè. Đó. Mà máy nó ống nó rất là to nha, ống của nó là phi khoảng 16 á, 21 gì đó. Ống 21 nó ra khoảng 21 ha. Rồi, cái con này á thì xài cái công năng chủ yếu là sủi oxy cho cá tôm, thì mấy anh chị bán cá ngoài chợ thì có thể là chạy từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng ngày hôm sau. Đó, cũng yên tâm luôn. Thì cái con này, cái motor Superlight này á là nó không có tản nhiệt ha, nên là chạy là máy có khả năng là nó sẽ hơi ấm thôi, nhưng mà không quan trọng lắm. Đó, tại vì với lại cái nữa mình đấu không cản á, nó lên điện 220 thì chắc chắn thì nó đâu đó nó sẽ hơi ấm xíu. Rồi, bây giờ đấu điện 220 rồi thì xài rất là tiện lợi ha. Đó, một con oxy này khi mà em đấu lên 220 rồi á thì giá của nó là 1.200.000 đồng ha. Anh nào lấy thì nhắn tin giúp em, 1.200.000 đồng một con. Đó thì nó còn cái nắp nữa mấy anh chị ha, nó có cái nắp nữa để đậy lại ha, cho nó không nghe tiếng ồn luôn, mình có thể bỏ ngoài giống như mưa gió luôn. Mưa gió thì nó cũng không có bị mà bị ướt motor hay gì cả. Con này nó kéo bằng dây curo, thành ra là máy nó chạy rất là đã ha. Đó đây đó thì bây giờ không để ngoài trời, đại khái là để ngoài trời được luôn á, thoải mái luôn á. Đó, hàng mới 100% nha. Đó, rồi anh nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, một con oxy dành cho hồ cá hồ tôm như thế này giá vẫn là 1.200.000 như cũ ha. Rồi ok, rút điện cái đi. Rồi để anh cho mấy anh em coi đầu bơm, thì con này á là được sản xuất tại Nhật. Cái đầu bơm của nó là Sanco. Đầu bơm là Sanco nè, nó được sản xuất tại Osaka Nhật Bản luôn ha. Osaka Nhật Bản. Đó, rất là xịn ha. Motor cũng xịn luôn ha. Mitsubishi, nó kéo bằng dây curo này thì mấy anh coi đó, nó chạy biết chừng nào mới hư nổi, nó biết chừng nào mới hư. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin cho em tên, địa chỉ rồi ghi ở ship cho anh con bơm oxy ha, dành sủi cho cá cho tôm. Nó chỉ có 1.200.000 đồng. Đó, em bán này là một năm mấy nay là con này là chưa có con nào quay đầu cả. Chạy cực kỳ bền luôn. Ba chân của Chiroman ha, hàng nội địa Nhật ha. Thì giá bên em đang lúc sau này giảm còn có 1.200.000 một cây thôi. Đó, 1.200.000 một cây mà đã lên điện 220 luôn rồi. Đó, con này chạy rất là im và nó xài hai bạc đạn ha, bạc đạn trước và bạc đạn sau, và rồi xài motor của Đức luôn mấy anh chị. Lên điện 220 rồi và nó chạy cũng khá là im, nó không có bị ồn lắm. Đó thì coi cái quạt này là đường kính cánh của nó là 46 cm ha, cánh tay voi 4 cánh rất là to. Đó, mà chạy im lắm ha. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Đó, thì nói chung là ở Việt Nam mình thì khí hậu nó cũng nóng quanh năm mà ha, thì có cái quạt thì nó cũng mát mẻ, mà quạt nếu mà chạy bạc thao thì nó sẽ không có bền bằng mấy cái này, nó chạy bằng bạc đạn nha mấy anh ha. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Mấy cái nén khí Stanley ha, thì hàng bên em còn cũng khá là nhiều mấy anh chị. Rồi sẵn khui luôn, anh giới thiệu cái con nén khí Stanley 6 lít cơ, của hãng Stanley rồi. Thì con này là bình màu đen mấy anh ha. Em có hai loại, một loại là bình màu đen và một loại là bình màu vàng ha, nhưng mà lúc không hiểu sao anh em thích cái màu đen nhiều hơn cái màu vàng. Mà anh em thích cái màu đen hơn. Đó thì con nén khí Stanley này giá em đang bán là 3.200.000 mấy anh ha, 3.200.000 một con. Đó, và hàng chính hãng luôn, bảo hành 1 năm. Đó, con này là 6 lít nha, hàng mới 100% luôn mấy anh à. Hàng mới 100% luôn. Đó, con này chạy rất là im nha. Đấy, ok, rồi để ra cho mấy anh em xem, rồi đi lên. Đó, rồi tấm cái thùng này lại. Đó, rồi để lên cái thùng cho anh. Đây, rồi ok. Đây nó như thế này nè mấy anh, hàng mới luôn, đẹp ghê luôn mấy anh. Đẹp keng xà beng luôn ha. Đó, thương hiệu Stanley nè, hai đồng hồ nè, nó em cho mình coi cận cảnh cái từng cái đồng hồ ha. Đó, đồng hồ rất là đẹp nha.
Đấy. Rồi van an toàn nằm đây ha, van xả đáy nằm đây ha, có cảnh báo rồi tất cả các thứ là lâu ngày bao nhiêu lâu thời gian mình phải xả đáy nè. Đó. Rồi, thì con này cái coupler nó nằm đây ha, nằm đây nó sẽ lòi ra xíu ngay chỗ này. Đó, và đây là van ha, van chỉnh áp. Đó thì mấy anh em mình nếu mà làm kéo sợi dây ra lại mình. Nếu mà ở xài gia đình mình ha, mấy anh em mình xài gia đình thì cái con nén khí này nó sẽ rất là vừa mình. Không? Vừa tại vì nó nhỏ gọn mà mình có thể bắn đinh ha, là xịt bụi phun sơn làm gì cũng được hết anh ha. Rồi đó, chạy im ru anh ha, chạy rất là im nha. Ơi chưa, coi chừng thật chưa tháo nút á. Rồi đó, quên tháo nút rồi. Chưa gắn cái dòi vô nữa, thôi tắt cái này cũng được rồi. Rồi thả đây, ok được rồi, anh xả rồi, được rồi, thả luôn rồi đó. Cái này là em chưa gắn bô e luôn anh, tại vì mới còn mới tin luôn, con này ship cho anh khách nên thôi cứ mượn của anh test đỡ cái rồi trả lại cho anh. Đó thì con này là mới tin luôn ha, 100% luôn ha. Thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em, nó là điện 220 luôn, chạy im hơn vậy nhiều lắm. Cái này là em chưa gắn bô e còn trong thùng luôn. Rồi ok, áp của nó là 8kg anh ha, áp 8kg và bình 6 lít nha, bình này 6 lít. Rồi chạy rất là im và đẹp lắm. Con này đun dày lắm nha anh ha, bình dày lắm nha. Đó, chạy chỉ có 59 decibel thôi, im nhất trong cái dòng nén khí hiện tại luôn ha. Đó, im nhất trong dòng hiện tại luôn. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin giúp em tên địa chỉ rồi ghi ship cành cái nén khí Stanley ha. Con này là 3,2 triệu, còn mấy anh lấy con màu vàng thì nó rẻ hơn nhiều, con màu vàng là chỉ có 2,8 triệu thôi. Cái liều em cũng còn nhiều nha mấy anh chị nha, 1,2 triệu đồng thôi. Và hôm qua thì có rất là nhiều anh em yêu cầu bao ship, thì anh nào chuyển khoản thì em sẽ hỗ trợ bao ship luôn nha mấy anh chị ha. Đó thì cái liều này là hai lớp ha, chống mưa chống nước, chiều dài khoảng 2m ha, 2m vuông. Đó, chống mưa chống nước liều này rất là tiện lợi ha, anh em mình đi cắm trại ha, đi chơi rồi nó cũng rất là tiện lợi. Đó, và nó gọn lắm anh. Ha, nó gọn như thế này ha, nó gọn như thế này đây ha, để em đi cân ký rồi. 3,8 kg anh chị nha ha, cái liều này nó nặng chỉ 3,8 kg thôi ha, có túi sách rồi có tất cả các thứ rồi đầy đủ luôn. Đó, cũng khá là ngon lành lắm. Rồi anh chị em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Đó, thì liều này qua đây em bán gần chục cái rồi anh ha, chục cái rộng lắm anh ha, này cả phải 4 người, tại liều này liều 4 người ngồi á, 4 người nằm luôn á. Đó, mấy anh em mình nằm thoải mái lắm nha. Đó, 4 người đó, rồi đi cả gia đình đi cắm trại hay đi chơi gì đó, rồi có cái liều mình bung ra mình dăng ra dây rồi phụ kiện rồi liều ấy, cắm chân chống chân cắm cao cọc cắm đất á, có đầy đủ hết ha. Đó, có đầy đủ hết. Dạ có đầy đủ hết. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giùm em ha, tên địa chỉ rồi ghi ship cho anh cái liều xong. Mấy cái thang ha, cái thang y camber 2m3 ha, bên em cũng còn nhiều nha mấy anh ha, em bán chỉ có 890.000 mấy anh ha, 890.000. thì nếu anh em nào là xài cái thang này mà để lấy hàng ha, làm cái gì đó nhỏ nhỏ rồi cũng ok lắm anh ha, nó nhìn nó tiện gọn lắm, nó tiện gọn lắm ha. Rồi dựa vô chèo lên cái cho mấy anh em coi rồi ha. Đây nói thì rất là tiện gọn nha mấy anh. Nhúng thoải mái luôn nha, cái thang này 2m3 thôi mà nhưng mà cứng chắc lắm. Của Ecamber nó xịn lắm nha anh ha. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, thang Ecamber 2m3 thang Y nha, hàng từ Bãi Nhược về. Đấy, em cũng còn một mớ. Rồi tiếp theo mấy cái kê á, cái chân chống á anh. À, cái kê của xe tải rồi các thứ ha, thì bên em cũng còn đây, hàng mới luôn mà, hàng mới luôn, nhưng mà hàng này thì người ta bỏ bãi ha. Và cái này là nó chịu tải được là 5 tấn nha anh ha, cái kê xe này là chịu tải được 5 tấn. Thì ngoài cái việc mình kê xe thì mình có thể dùng làm kê những cái vật cái đồ khác cũng vẫn ok. Ví dụ như mình có một cái xe thùng hay cái gì đó mình cần kê cho nó lên cao xíu thì mình dùng cái này mình kê lên ha. Có anh em thấy ở ngoài Hà Nội mùa này chiều cường mưa gió lớn rồi hay bị ngập lụt lắm, cần kê cái gì mấy anh em mua này mấy anh kê lên cho nó đỡ bị hư đồ đó. Thì nói vậy chứ cái này là để chơi, chủ yếu là để kê xe được thôi anh ha. Đấy. Rồi cái chân chống này là của Meltech ha, hàng nội địa Nhật luôn nha. Cái này trước bán anh Đức
Cái này đợt trước bán nhiêu anh Đức ơi? Này bán nhiêu anh rồi? 6,5 đúng không? Ok. Rồi 650.000 ha, 650k anh. Rồi em cũng còn có vài cái để tính giá tốt luôn, 600.000 đi, bớt thêm 50.000 cho anh em cà phê nha. Cà phê cà pháo đồ ha. Rồi 600k. Đó, rồi ok, tiếp theo là cái Balancix man. Balancix nè, bên em cũng còn luôn. Balancix rất là đẹp nha. Thì cái này là Balancix kéo tay man. Thì cái này là được sản xuất tại Hàn Quốc man. Con này 1 tấn man. Con này 1 tấn ha. Rất là đẹp nha, rất là đẹp nha. Cái tem này cũng còn nữa nè, nó mà có một cái là hàng bãi về nó chày ghê lắm. Người ta dục đóng không à. Hàng bãi là như vậy á man. Nhiều khi họ không có xịt dầu, mưa gió đủ các kiểu hết, mình nhìn mình cảm thấy tiếc lắm. Rồi trong khi đó anh thấy không nè, mới tin nè, cái này mới tin nè. Mà giờ bỏ hàng bãi mà người ta lúng ra mấy cái này, dây xích này người ta phải xịt dầu, xịt dầu hoặc là ngâm nhớt hay này kia để bảo quản. Còn hàng bãi thì nó không có ấy như thế đó. Máy in Korea ha, hàng nội địa Nhật nhưng mà sản xuất tại Hàn Quốc nha mấy. Rồi cái 1 tấn là 1,1 triệu mà, 1,1 triệu một cái nha anh. Cái ba lăng mồ mà 1 tấn này là 1,1 triệu nè ha, hoạt động hoàn hảo luôn nè ha, hoạt động hoàn hảo luôn anh. Ba lăng xích ha, kéo tay. Dây của nó dài, để em coi dây này có ghi dài, dây dài nhiêu không. Dây dài, dây này dây là nó ghi là phi 6.3 nè. Phi 6.3, phi 6.3, còn này là 19.1mm là gì ta. Dây dài 8m hả. Con này nó của Samsung gì nữa anh, nó xài ở nhà máy Samsung gì nữa nè. Nó Samsung nè. Đây này có ghi chữ Samsung nè anh thấy không? Tem mát kiểm giống như kiểu như kiểm định vậy đó. Rồi còn chữ hàng không à. Rồi ok, 1,1 triệu anh. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Này cái nhỏ này bữa mình giảm còn nhiêu lâu hả? Quên rồi. Này là lâu quá, bữa không bán nhiều nữa quên nữa rồi. Bữa trước bán 300 mấy, giờ ế quá. Rồi cái này em bán phải 250 mới được. Rồi cái này em bán 250 ngàn đi nha anh ha. Em còn mấy cái ghế play nè, 250k đi. Chuyên đi cắm trại ship gọn, nhìn cũng rất là gọn ha. 250k đi. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Còn vài cái đèn xenon anh ha, dài cái bóng đèn xenon cháy rất là mạnh ha. Thì cái bóng đèn này là của Iwasaki ha, Iwasaki Nhật Bản ha. Đây mới 100% luôn ha, có bóng rồi có các thứ đầy đủ hết, dây không bị cắt luôn ha. Thì cái này hôm rồi em mình giảm giá còn nhiêu quên rồi, 9,2 triệu là giá lúc trước bán thanh lý bớt luôn đi, còn nhiều quá. Cái này bán xả luôn quá, mình còn kia để có bao nhiêu cây ta, 2,4,6,8 chắc cả 30 cây ạ. Bán 990 ngàn. Rồi chơi luôn đi. Rồi ok, em thanh lý cái lô đèn này xíu. Tại vì cái này cái màu trắng không biết là sao mà anh em không thích màu trắng, cứ đòi màu đen không à mấy anh. Cứ đòi màu đen không thôi em thanh lý cái lô này luôn. Thì cái này dây điện của nó là vẫn còn nguyên nha mấy anh ha, dây điện không có bị cắt nè, dài 1 mét ha. Và cái đây nó có cái núm để điều chỉnh đèn hướng lên hướng xuống nha. Và bóng này là bóng xenon nha mấy anh ha, bóng xenon cháy rất là mạnh và pha rất là ghê, nó sáng cả một vùng trời luôn. Và công suất của nó là 70W ha. Và đa số là bây giờ em còn là chỉ có màu trắng như thế thôi mấy anh tại vì có nhiều anh cứ đòi mua cái đèn màu đen không à, mà bây giờ cái lô hàng của em còn màu trắng không à, cho nên là em thanh lý luôn. Thì em còn đâu đó khoảng 20-30 cây em bán thanh lý luôn, 990 ngàn, 900k luôn đi, 900 ngàn một cây ha mấy anh, 900 ngàn một cây luôn, em xả luôn. Đó đây để cho mấy anh coi mình cái thương hiệu của đèn ha, cầm giùm anh. Đây Iwasaki ha, Iwasaki của Nhật này nha mấy anh. Đây để em focus lại, đây Iwasaki Nhật Bản đàng hoàng nha ha, tem mát đầy đủ ha, 70W nha mấy anh ha, để xài điện 220 luôn. Đó đa số là cái đèn của nó là nó xài điện auto hết mấy anh. Bên Nhật là xài từ 100 tới 220 luôn ha. Rồi cái đèn này á, thì đặc biệt cái đèn này á mấy anh, khi mà mấy anh bật lên á thì mấy anh phải chờ khoảng đâu đó, tại vì xenon mà nó sẽ bắt đầu nó cháy lên thì khoảng tầm gần 1 phút hóa đơn ha. Khoảng tầm 1 phút sau thì ánh sáng nó mới cháy mạnh lên nha mấy anh, nó cháy mạnh lên. Và khi mà mấy anh em tắt đèn á, tắt đèn và mấy anh em mở lại liền thì nó sẽ không lên liền, và phải chờ khoảng chút xíu cho cái bóng nó giống như nó nguội á, nó bắt đầu nó mới cháy trở lại nha mấy anh.
cho anh em mình lưu ý cái loại đèn này như vậy ha. Rồi em thanh lý giá 900.000 cây luôn đi ha. Còn và em chỉ còn có cái màu trắng thôi nha anh ha. Cái gọng này rất là cứng cáp nha anh ha. Đèn của Nhật là không có gì phải chơi hết, và cái này là kính nước ngoài trời luôn ha. Cái này là mấy anh thấy hư bóng lên Shopee anh, trời ơi, bán đầy. Em gửi đường link cho anh mua về nó đầy nhóc đó. Và cái nữa nè, cái mặt này là nó hơi bị cái gì, hơi bị dơ anh, hơi bị dơ, giống như là cái lô hàng đó để lâu quá, nó kiểu như nó nhìn nó bị ố ha. Cái này thì mấy anh em mình về cái lắp bóng vô cái là sau đó là lao cái chó này. Cái nữa là em nói thiệt mấy anh là nó pha một, chỉ cần một cái sân vườn mà chỉ cần một bóng thôi là nó pha hết nguyên cái khu vườn của anh luôn ha. Nếu còn nếu mà ngon hơn nữa thì chơi hai bóng ha, trăm coi như hai bóng thì thành 140W, nó hơi tốn điện hơn xíu, nhưng mà thôi ra thì rất là ngon nha. Đó, bóng này trên Shopee bán đầy anh ha, Shopee, nhưng mà Shopee mình search là Shopee nước ngoài nha ha, thì nó sẽ ra cái bóng này. Nó bán những mấy chục ngàn bóng anh, chứ rẻ không có cao, không mất tiền ha. Rồi ok, anh em nào lấy thì bán 900.000 luôn, em thanh lý bớt vì nhiều quá. Rồi em còn mấy cái bánh xe nữa nè, đây bánh xe nhà em là bao la luôn ha. Rồi dục đại vô trong nồi ốc đó luôn đi được coi. Để đại vô đi. Đây cái này em bán, bữa bán nhiêu quên rồi. 110.000 cặp hả? Bán cặp, bán cái bánh xe này phải lên cặp. Còn không, cái này bánh này ít nhất là phải ăn cặp mà anh. Còn cái này còn mấy cặp hết đó, 1 cặp 2 3. Rồi giờ đi lẻ ăn cái ha. Rồi còn mấy cặp bán 110.000 thì rẻ quá, họ bán 100k luôn đi, rồi chơi luôn đi. Rồi ok, 100k luôn đi nha mấy anh. Em còn mấy cái cặp bánh xe nè. Thì cái bánh xe này là chuyên dùng cho mấy xe cắt cỏ mấy anh. Xe cắt cỏ, bánh này mới lắm ha, mới hồi chưa có xài đâu. Nó gai góc vẫn còn nguyên nè, chưa đẩy. Cái phần này, cái viền này là viền cao su nha anh. Bánh bằng nhựa và cốt của nó là cốt bằng bạc thau ha. Rồi đo cái đường kính kính bánh cho trong túi không? Đo cái đường kính bánh giùm anh coi. Lâu quá quên ha. Rồi đường kính bánh của con này là 250 anh ha, 250. Rồi cái bảng của nó là 50 nha. 250 và bảng nó là 50 ha. Rồi em để cho mấy anh em mình giá 100.000 cặp luôn đi, tại vì còn cũng có vài cặp thôi, không có nhiều ha, bán thanh lý luôn. Rồi cứ cặp này anh em mình về làm xe đẩy ở trong ruộng á mấy anh. Ha, tại vì thường thường cái bánh mà càng lớn á là mấy cái đường mà nó gồ ghề hay gì đó là mấy anh em có thể đẩy nó không có bị đẩy nó không có bị dướng á, không có bị dướng mấy cái đá rồi sỏi mà bự bự á, nó không có bị dướng ha. Rồi này về mấy anh em mình làm xe đẩy xe kéo ha, độ chế bánh xe rùa hay gì đó ha, mà đẩy mấy cái đồ mà nó cơ bản là nó cũng không có quá nặng á thì sẽ ok. Thì giá của cái bánh này em bán cặp 100.000 đi ha. Xe rẻ cho mấy anh em đi, về có độ chế gì độ chế ha, cặp 100k hai cái thì có 50.000 ca, rất là rẻ. 50.000 cái rất rẻ nha mấy anh nha. Rồi tiếp theo là vài cái bộ vít gập mà qua nay em bán cho mấy anh chị ha, vài bộ vít gập ha. Thì của cái này là của Makita và hãng người ta đang thanh lý giá rất là tốt, mà thích thanh lý nhưng mà em bán thì nói chung của anh cũng không dám công bố giá, tại vì giá bán sập sàn quá, hư thị trường người ta không ok. Đó thì cái bộ Makita này nó là hàng mới 100% luôn, nguyên hộp như thế này cho mấy anh chị ha, 3.6 3.6 mà có đầy đủ phụ kiện bên trong luôn mấy anh chị ha, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn ha, để em khui ra luôn cho mấy anh chị xem. Đó, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn. Nó như thế này, bên trong là cũng như là full đồ chơi ha, về là mấy anh chị mình chỉ có xài thôi. Đầu bắn tôn ha, sửa chữa điện tử từ 5 ly cho tới 10 ly ha. Này không phải bắn tôn mà là sửa chữa điện tử đâu mấy anh chị ha, mấy ốc nhỏ ha. Rồi vít ba ke, vít dẹp nè, rồi vít lục giác bông nè ha, vít dẹp nè. Rồi trên đây có lục ốc lục giác nè, rồi ba cạnh hai cạnh, rồi đủ các kiểu hết mấy anh chị ha, rất là nhiều. Và đầu nối nhanh nữa nè ha, coi như là full hết, không có thiếu cái gì hết nha. Đó thì cái con vít này nó là 3.6 ha, sạc là có USB và củ sạc đi theo luôn ha, 3.6 gọi là vít gập là tự nhiên nó bẻ là được. Còn khi mà sửa chữa điện tử thì anh em hay cầm dây ha, cầm dây nè ha, hay cầm dây ha, rồi bấm ha, bấm chạy qua bấm chạy lại ha, tiến vào nè, siết lại nè ha, nới ra ha, các kiểu đó, vậy nó làm nó thao tác rất là nhanh đó, mà nó là đặc biệt nó là vít gập nữa nha. Mà này hàng chính hãng nha anh ha, anh em nào thấy hàng giả thì tặng luôn hoặc là điện thoại báo công an luôn ha, chứ khỏi khỏi cần phải hoàn hàng về chơi hoàn tiền gì, khỏi trả tiền cho em luôn
À, đây có tem chống hàng giả, hàng nhái đàng hoàng. À, em là không có bán hàng giả, hàng nhái, cho nên là anh em nào thấy mà hàng giả, hàng nhái cứ điện thoại báo công an luôn là cho này cho nó ngon. À, lấy hàng luôn. À, chơi vậy đi mấy anh ha. Rồi. Ok, anh em nào lấy thì máy dặn dít này giá siêu rẻ luôn anh. Cứ nhắn tin cho em đi ha. À, tiếp theo thì mấy cái chân boss tới bên này, hôm nay bên em mới về thêm ha, thì anh em nào hay thích play kim hay là gắn điện thoại để mình hát karaoke ha, làm này làm kia, nói chung là công năng của cái chân này thì nó rất là mình xài rất là nhiều ha, nhiều thứ. Đó. Đó. Rồi đây cái chân của boss đây mấy anh chị ha. À, cái chân của boss thì nó rất là xịn, nó xịn hơn mấy cái chân mấy anh mua ngoài nhiều lắm. Cái này là bằng có cao su này, cao su nó chống nó ngã, nó nghiêng theo cái địa hình nè. À, tại vì cái này là nó chuyên dành cho công trình mà. À, người nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, chân là nâng hạ nè, ba lớp ở trên đây có cao su luôn mà nhìn rất là cứng chắc ha, có thước thủy luôn. Một cây như thế này em bán 600.000, hôm bữa là mấy anh em mua về chắc kẹp điện thoại hát karaoke này kia rất là ngon luôn mấy anh chị. À, mình khỏi phải cầm tay. À, rồi ok thì chân máy của boss ha, thì mình ngoài cái việc mình dùng làm cho cân mực thì mình có thể là mua cái đồ kẹp điện thoại mình gắn lên kẹp điện thoại ha, kẹp iPad hay gì đó ha, mình chỉnh bẻ tới bẻ lui, mình gắn màn hình iPad hay cái gì đó cũng được hết nha mấy anh chị. Và cái này mình có thể sổ ra ha, sổ ra cái chiều cao đó, đây để cái đứt sổ ra cho nó dài ra đó, bật hai khóa là nó sẽ dài hẳn ra luôn. Mà có 600.000 cây à, mấy anh chị mua mấy cái đồ mà rẻ rẻ ở ngoài bán mà chuyên dùng kẹp của điện thoại á, nó dở lắm, yếu lắm. Này chân boss xịn nữa đó, bản cao lắm anh chị ha, cao thoải mái luôn anh chị đó, cao rất là cao luôn đó. Và cái này mình có thể nâng hạ được nè ha, đó mình quay xuống xả ngốc ở đây đó, xả nhẹ ra giờ quay nâng hạ luôn ha, mình muốn nâng lên cao nó được luôn, cao chót vót luôn nè đó. Cái này chắc cao phải 1,5 m luôn anh chị. Rồi hạ xuống thì hạ sát dưới đó, quay lên hạ xuống có tay quay luôn đầy đủ đã. Rồi khóa lại, còn anh em muốn nghiêng ngã hay gì đó thì dặn này đó, xoay vòng tròn ở đây nó có thêm con xả nữa nè ha, mình cũng xoay giống như bending của dành cho máy ảnh đó mấy anh chị. À, rồi đây khóa ha, dặn lại khóa là xong đó, rất là ngon. 600.000 một cái chân ha, thì anh em mình làm ngoài cái công năng để gắn cho máy laser thì mình có thể rồi có thể làm cái việc khác. Chỉ có máy khoan của boss nó có thùng như thế này nè đó, thì bữa giờ em bán cái bộ này thì bữa giờ đang có chương trình sale giảm giá ha, thì cái bộ này giá có 1.200.000 đồng luôn đó. Ngày thì ngày nó vẫn thì ngày hôm chủ nhật vừa rồi bên em làm một cái sự kiện boss đó anh chị ha, thì người ta có một cái voucher giảm giá cho cái con khoan GSB 550 set này nè đó, tức là trong đây là nó có đủ phụ kiện hết luôn đó, đủ phụ kiện luôn mà có 1.200.000 bảo hành 1 năm luôn anh. Đó, 1.200.000 bảo hành 1 năm. Trong đây có một thước thủy nè, đó, một kìm nè, một búa nè, một mỏ lết nè. Đó, cái mỏ lết nè, rồi đầu khẩu nè. Rồi ở đây là mũi khoan nè ha, mũi khoan rồi tắc kê ốc vít rồi nói chung là rau dọc giấy rồi tùm lum hết mấy anh chị. Đó, nói chung là mua 1.200.000 mà nguyên một cái set như thế này nè. Mà giá này là giá của chương trình sự kiện hôm chủ thứ bảy vừa rồi á, chứ còn mấy ngày bình thường mấy anh mình coi như là không mua được cái giá này đâu, em đảm bảo luôn ha. Thì nói chung là em bên em còn ha, tại vì em nhập số lượng cũng nhiều để chạy cho cái chương trình đó ha. Thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em, 1.200.000 đồng mà đã có một cây khoan như thế này rồi ha. Là kéo có ổ cắm đâu rồi, ổ cắm màu vàng lấy cắm vô test thử cho mấy anh em nghe tiếng máy luôn được rồi. Đó, thì con này xài điện 220 nha, hai điện 220 ngon lành luôn, hàng mới chính hãng của boss luôn. Đây, họ chạy im chung. Rồi, chạy chiều rồi coi, đó, hết da luôn. Đó, rồi, đầu kẹp 13 ly man, đầu kẹp 13 ly, có búa, có chế độ búa để khoan tường luôn nha. Đó, mà quan trọng nhất là ở đây là chúng ta có đủ hết đồ nghề để về mà mình xài thôi, kích hoạt bảo hành điện tử luôn. Nó ngon lành gần đầu luôn, tem chống hàng giả hàng nhái là đầy đủ hết không thiếu gì. Mà có 1.200.000 mà có nguyên một cái set như thế này siêu rẻ ha. Đấy, rồi ok, anh chị em nào lấy cái bộ khoan boss GSB 550 set ha, 1.200.000 đồng, nhắn tin cho em tên địa chỉ rồi ghi ship cho anh cái bộ khoan boss 1.200.000 là biết đó, mới như thế này luôn mà có 1.200.000 thôi mấy anh.
Đó thì thực ra là đang có một cái voucher giảm giá 100.000 cho cái sản phẩm này, chứ bình thường cái sản phẩm này em bán bèo nào cũng phải là 1.400.000 mấy trăm ngàn đó. Rồi tiếp theo em còn con cắt cỏ City nữa ha, còn con thùng nguyên luôn man. À, hàng là mới 100% luôn ha, con này là mới 100% luôn, đẹp xịn sò luôn đó, xịn sò con bò luôn, đầy đủ phụ kiện hết đó, về là mấy anh chỉ xài thôi đó. Thì cái này á là nó là 20 mấy cc em quên mất nữa rồi. Con này model nó là 3001 mà, hàng mới 100% luôn, 25 cc, 24-25 cc gì đó. Đó rút cái bọc ra cái đứt kìa đây. Đó thì lưỡi đi kèm bữa giờ em vẫn em bán con cắt cỏ Austin này ha, là vẫn tặng kèm cho mấy anh em mình một cái lưỡi ha, lưỡi Nhật Bãi, lưỡi tròn. Còn đi theo máy là nó đã có một cái lưỡi giống như kiểu lưỡi dao mấy anh chị ha, lưỡi dao rồi ha, nhưng mà em có tặng kèm thêm một cái lưỡi Nhật Bãi nữa đó, dễ về mấy anh em xài nó cho nó tiện lợi luôn đó. Mới ken xà beng ha, giá vẫn giá cũ luôn cho mấy anh chị ha, 2.850 hết Đức, 2.850.000 nha, một con cắt cỏ Austin 2 thì ha, 150.000 ký, dây điện bán cân ký, em cũng còn số nè, ha, bán cân ký không, đây, cứ cân ký lên và tính tiền thôi, 150.000 ký anh, thì dây này á, là dây hai lõi ha, hôm bữa em bán là từ 2 ký, hình như 2 ký trở lên không á. Đó, dây tại vì á, hồi lúc trước nó có một cái lô là em bán một cặp ha, nhưng mà lúc sau này nó về cái lô này là em bán ký ha, tại vì nó nhiều quá đó, 150.000 ký cứ thế mà nhân lên tính tiền ha. Có đầu ha, có đầu đầy đủ hết ha, chui cắm nè, chui cắm dẹp nha, chui cắm dẹp đầy đủ dẹp nó như thế này ấy. Rồi dây thì mới nguyên ha, chưa xài, dây mới nguyên chưa xài rồi. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, cân ký lên và tính tiền thôi, 150.000 ký. Thì sáng nay ra bãi em cân được nguyên một cây sọt đồ bãi Mỹ, nhưng mà cái này nó cũng hầm và lặng hết mấy anh chị. Đo kích thước của cái xe đẩy này giùm anh coi. Cái này nó hơi chày mà mới quá ha. Đó. Thì nhiêu? 62. Cái xe đẩy này chiều dài nó là 62 mấy anh chị. Chiều ngang là nhiêu? 40. Chiều ngang 40, còn cái phần chiều cao của từ dưới lên tới trên hả? 75 anh, đâu em đứng vừa không hả? Thường Mỹ cũng bự con mà sao làm xe này cũng nhỏ ha, nói chung gọn mà, xe này cũng gọn ha. Đã hình như ship gọn được phải không, đạp ra ship gọn lên coi, đạp xuống cái là bật xuống cái là xong rồi anh. Xe này ship gọn được nha anh ha, rồi xách đi thôi, để em coi bánh gì bánh xoay, hai bánh cố định. Bánh này là bánh nhựa, bánh cao su ta, nhựa phải không, bánh nhựa mà. Này bán rẻ thôi, để em coi cái này đâu bằng gì, chắc sắt sơn tĩnh điện nè. Xe này chắc sắt sơn tĩnh điện nha anh, con này bán 690.000 cái ha, hình như trong đó có vài cái mà 690.000 ha, xe đẩy mà. Cái này nó có tải ghi tải nhiều ra đức coi mấy cái nó ghi tải nhiều trên cái thùng, có con nào có thùng á ghi tải nhiều không biết. 100 mấy 80 ký mà ha, cái này chắc cũng loại mini nhỏ gọn vừa thôi ha, mấy anh em mình đạp cái này cái là tự nhiên là mình sẽ gấp lại được nè ha, đạp cái là gấp lại thôi đó, rất là tiện lợi gọn ha đó. Thì tải được 80 ký ha, mình nói chung mình đẩy được cũng bao xi măng rồi, bao xi măng thì nó tầm 50 ký đó, bán 690 thôi, 690 nè. Em có con hút bụi Makita luôn mà, đây con này nè, vừa có pin vừa có sạc luôn được không? Giờ em còn con pin hút bụi pin Makita luôn nè ha, con này bữa em bán giá sale cũng tốt lắm, một máy một pin một sạc anh có 2.000.000 à, làm con này luôn đi đấy. Ok, xúc nó không anh, em phui ra cho anh coi con này luôn ha. Rồi Đức cho giá con này luôn, cho giá tốt cho mấy anh em luôn, sale luôn đi, sale lỗ một xíu cũng được, một năm mấy rồi đó, tồn kho một năm mấy rồi đó, nó bán sale rẻ luôn cho mấy anh em, rồi có mấy anh em xài. Ok rồi, bụi pin Makita nha, con này một máy một pin một sạc anh, nó có hai màu nè, một con là màu trắng nè,
ha, một con là màu xanh nè, mình bán 2,5 triệu luôn đi, thanh lý lỗ luôn cũng được, nhầm dò gì, lâu lâu xả hàng cho mấy anh em đi, 2,5 triệu anh. 2,5 triệu nè, bao gồm một pin 1.5A nè, với cục sạc nè, với một cái body. Rồi khui ra cho 2,5 triệu đi anh. Con này là của Makita chính hãng luôn anh, bảo hành 6 tháng anh. Đây, mới đẹp luôn, ngon lành như thế này ha. Đó, hàng mới ken xà quen luôn. Thì nó bao gồm có một cục pin với một cục sạc ha. Pin là mới 100% ha, sạc cũng mới 100% luôn anh. Mới tất cả đều mới hết. Mà cái con hút bụi của Makita, con này chưa kích hoạt pin, tức là mình, cái một số dòng pin của Makita tức là mình phải cắm vô cục sạc mà anh, tức là nó kích hoạt cái mạch lên rồi mới đầu nó mới hoạt động nha, chứ còn bình thường thì cắm vô cái máy nó không có chạy đâu. Đó thì cục pin này là cục pin mới 100%, chưa kích hoạt chưa gì luôn ha. Đó thì anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, 2,5 triệu nè, em thanh lý, mấy anh cứ tra cái mã này là mấy anh em biết người ta đang bán cái con này bao nhiêu tiền ha. Đó thì em có 2 con, một con màu xanh, một con màu trắng nè. Đó, để cho mấy anh em luôn. Ok. Rồi, lấy con màu trắng ha. Rồi, khui luôn con màu trắng cho anh coi cái nữa đi. Đó, khui con màu trắng đi. Ê, sao soạn cho anh một set giống vậy đi nha. Ok. Đây, lên cho anh em một set đồ nghề cực kỳ hot, cực kỳ đẹp luôn nè. Cái set mà bữa giờ em bán cũng khá là chạy, cứ anh em cứ hỏi hoài, cho nên là bữa nay lên lại cái set đó. Rồi đây màu trắng đây anh nè, có màu trắng luôn ha. Anh muốn màu trắng là có màu trắng luôn, nhìn sạch sẽ và sang trọng luôn anh. Đây. Đó. Đó, quả trời ngon ha. Rồi có màu trắng luôn anh ha. Nó thì cái con này là hút bụi pin Makita. Đó, xài pin 18 luôn anh ha. Đó, rồi anh có lấy thì 2,5 triệu anh, cũng máy cũng pin, cũng một máy một pin một sạc luôn nha. Phụ kiện là gồm có những cái phần cái bàn nè ha, rồi cái ống nối dài nè anh ha, ống nối dài ha, tức là mình sẽ nói mình sẽ hút nhà cửa được luôn anh ha. Một pin 1.5 là anh có thể giúp hút xung quanh nhà các bạn, cũng ok vừa đủ luôn anh ha. Rồi anh ấy thì nhắn tin vô Zalo em đi. Dạ, mấy anh kêu Zalo của em số điện thoại 0914466462 ha. Rồi mấy bạn tư vấn đưa cho anh số tài khoản rồi anh nhắn địa chỉ hay gì đó, cái em ship qua thôi à ha, khá là đơn giản, không có gì đâu, ship code luôn, ngân hàng thanh toán ha, ngân hàng kiểm tra thanh toán. Con này F301 nè, hàng mới 100% luôn. Rồi dỡ xuống luôn cho mấy anh em xem luôn Đức à. Đó, thả lên cái thùng nữa luôn. Đây ít tin mới 100% luôn. Thì con này là bữa giờ em bán 2,850,000 anh. Hay. Đó, hàng nguyên thùng luôn nè, đẹp lắm. Thì có tặng kèm thêm cho anh một cái lưỡi ha, tặng kèm thêm cho anh một cái lưỡi lưỡi cắt cỏ của hàng Bảy Nhật á. Đây, nó như thế này. Đây, nó rất là đẹp ha. Thì con ít tin này là những cái dòng cắt cỏ này là nó quá nổi tiếng rồi ha. Quá nổi tiếng rồi mấy anh chị. Máy đầu đồ và họ gia công cái chi tiết nó sắc sảo lắm. Rất là đẹp nha, sắc sảo ha. Đó nguyên cái tum nè ha, nguyên cái tum này là bằng đúc luôn á ha, nguyên tum đúc luôn. Đó, họ có đồ của họ là coi như là chỉnh chu, không có gì mà phải chê cả. Máy cắt cỏ rất là đẹp ha, ngay cả cưa xích xăng của họ cũng rất là nổi tiếng rồi. Thì con này hàng mới 100% luôn anh ha, tay bóp cần bóp nè. Đó, rồi lưỡi là lưỡi mới luôn. Đó, rồi em có tặng kèm thêm cho anh một cái lưỡi tròn ha, lưỡi tròn của hàng Bảy Nhật. Đó, về anh có cần có hay cắt mấy những cái cây mà nó cái cọng mà nó hơi to đó, thì mình gắn cái lưỡi này là mình cắt mấy cái cọng to được luôn anh ha, rất là ngon lành. Thì con này á, là dung tích nó khoảng là 24cc anh ha, 24cc nha. Đó, thì giá của nó em đang bán là 2,850,000 anh ha, hàng mới 100% luôn. Đó, bảo hành cho anh 6 tháng nha. Thì con cắt cỏ Austin này em bán nhiều lắm rồi, rất là nhiều. Hồi lúc trước thì không có nguồn ha, làm giá không tốt này kia em cũng không có làm. Lúc sau này thì giá ok quá thì em mới lấy mấy cái con cắt cỏ Austin này ha, về bán cho anh em. Ngoài ra là nó có một cái dòng nữa là 52cc nữa nè ha, dòng 52cc ha. Đây ha, con cực kỳ đẹp luôn ha, dòng 52cc nè. Con này là máy cực kỳ mạnh ha, nổ rất là giòn, ngọt, đẹp, đẹp kinh hồn luôn. Giá là 5,5 triệu ha, 5,5 triệu anh ha. Con này 5,5 triệu, con này 4,5 triệu. Con này là cũng là Austin nồng giống như nhau mà nó chỉ khác về cái độ đẹp thôi ha, giống như đời cũ này đời mới ha. Hai con đều là 52cc hết.
Hôm nãy em quên nữa, cái gì 200 á. Mà em nói thiệt, nếu mà mấy anh em mình xài gia đình á, xài gia đình em nói thiệt, cái con này nó xài bá cháy lắm nè. Em cũng đang xài con nè, con này của Hồng Ký nè. Em lấy cho nhân viên xài luôn em anh ha. Hoặc em cũng xài con này, nó nhỏ gọn mà em nói gia đình mình xài dư sức rồi, không có cần tới cái con nào mà dữ dội hơn đâu anh. Đó đây, nó để em cho mấy anh coi. Đó, em xài nhiều lúc rồi nhân viên nó xài luôn nè, nó rất là đã luôn. Đó. Đây, đó. Máy hàng chấm cho nó chính xác, độ chuẩn, nó ăn rất là ngon anh nha, chảy rất là đã mà que hàng rất là phê anh. Đó. Này là kiếm cái kính thì nó mới ấy cho mấy anh em được. Đó thì cái con này nó nhỏ gọn như thế này nè, nó em cầm trên tay nè, con Z125 này em nói thiệt với anh, kéo là tẹt ra luôn, có miếng nào bỏ đưa cho anh miếng coi. Đó, em kéo cho mấy anh em coi. Thì cái con này á, là nó là mã của nó là Z125 ha, công nghệ IGBT anh đi, em nói thiệt là đi làm nghề nó cũng nhỏ gọn mà nó tiện lợi nữa, đủ đáp ứng được cái vấn đề là mình hàng mình làm đồ cho khách hàng. Chủ yếu là anh hàng cho thật là kỹ xíu để cái mối hàng nó đẹp, rồi sau đó mình mài lại là nó chuẩn chu ha. Chứ còn mọi thứ là những cái con máy lớn bây giờ là chỉ làm giống như xưởng á, anh muốn gọi là gắn như xưởng hay gì đó thì cho nó đã thôi ha, chứ là không cần nữa anh. Em là lúc sau này đó em bán đúng ngay chỗ cái con Hồng Ký nhỏ Z125 này mà em bán biết bao nhiêu con rồi, giá của nó là chỉ có 1.400.000 thôi, 1.400.000 thôi, giá cả là có khi là cái hàng Trung Quốc bây giờ là cũng phải là 1.300.000 một con rồi đó. Mà trong khi đó là mình thêm 100.000 nữa mình ủng hộ hàng Việt Nam cho công nhân người Việt Nam mình có việc làm luôn. Đây em kéo một đường cho anh coi nè ha. Đó thì con này á, chạy rất là đã ha, tại giờ em hàng thì cũng không có cái kính qua cho nên là cứ kéo đèn ra thôi, lụng bà đó luôn rồi, nhỏ xíu rồi. Để em chỉnh nhỏ xíu, mạnh quá, ui nặng quá, nhỏ nữa rồi, này mỏng quá mấy anh, chấm thôi à. Này chấm thôi à. Này là em chỉnh là mới chỉ có 64 ampere thôi đó, mà em chấm là đã ăn được rồi nè. Cái cây sắt này hơi mỏng anh ha, hơi mỏng xíu ha, nó không có dính nha, nó không có dính anh, nó là nó cứ là tại vì nó có bù hồ quang, nó bù tức là nó bù luôn, là que là nó tự động nó chảy luôn. Còn bình thường là những cái máy hàng loại đời cũ á là anh tọt đâu dính đó nó rất là khó chịu nha. Còn trong khi đó là cái con này là nó không có dính đâu ha, chấm đâu là chạy đó nha. Đó nè, nó kéo một xíu nè, đó kéo quá lộn tại cây sắt này mỏng quá ha, để em giảm thêm xíu nữa rồi. Nhưng mà nói chung là cái này là chỉ chấm thôi ha, còn cái ấy là nó lủng đó. Mấy anh chấm nhẹ vậy em nói thiệt, mấy anh là hàng tới đâu luôn đó, thấy chưa, nhẹ nhàng thôi đó, nhẹ nhàng đó không, đó đã không, phê luôn, mối hàng là phê luôn em nói thiệt đó. Mấy anh hàng anh nào không biết hàng qua đây em chỉ cho, kéo chừng 5 que thôi là em nói thiệt, mấy anh là về mấy cái đồ mà ở nhà của anh mà nó sức càng gãy gọng mà sắt á là mấy anh tự lôi ra mấy anh hàng đó. Mình hàng xong về lấy cái máy mài, mua cái máy mài mài ướt vuốt lại, lấy chai nước sơn xịt nhẹ cái là nó mới tinh liền ha, đồ là nó chỉnh chu luôn đó. Không biết hàng qua đây em chỉ xíu là biết hàng à, thành chai hàng hết luôn. Rồi được chưa mấy anh ha, nói chung là em cũng hơi tay mơ xíu nhưng mà nói chung đây nó mối hàng thì cũng cà chớn lắm ha, ngon lành cành đào nha. Rồi